sạt lở, tạo thành nhiều hố sâu, khai thác xâm phạm vào cả diện tích đất trồng hoa màu của người dân. Đặc biệt nhất là việc khai thác ngay dưới chân đường điện cao thế đi qua, là những gì còn sót lại tại khu vực mỏ khai thác cát của doanh nghiệp Tân Tín, có địa chỉ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên. Có mặt tại khu vực mỏ khai thác cát của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tín, dễ dàng nhận thấy hàng loạt hố sâu còn sót lại sau khi máy đào hoạt động khai thác hết công suất tại đây. Không chỉ để lại hàng loạt hố sâu sau khi khai thác, mà người dân nơi đây còn phản ánh việc doanh nghiệp này tự ý vươn vòi bạch tuộc ra khỏi vị trí khai thác được cấp phép hàng chục hecta để khai thác. Cụ thể, doanh nghiệp này đã khai thác xâm phạm cả vào khu vực đất canh tác của người dân, dẫn tới nguy cơ sạt lở hiện hữu trong mùa mưa lũ nơi đây. Nếu mà mùa lụt nó vô đây là nó sập là coi như đất tôi mất cũng khá là 4-5 mét theo chiều dài theo cái việc múc. Đất của ông Phan Ba đã cho ông Hương múc vô đây, còn đất của tôi là đã nằm về phía bên đây. Sợ ảnh hưởng, làm sao hay chặn lại đừng cho múc nữa, như múc của ông Phan Văn Ba nữa là đất tôi cũng như không có được đất nông nghiệp để mà làm. Tôi có một đám đất ở đây mà bây giờ người khai thác cát quá, hư đất hư đồ hết. Tôi về miếng là sập đất người ta không có làm được. Trước đây nên cách năm vô đầu thì nó không ngập, cho năm trước năm nay thì nó có ngập đây nó sập hết này. Rồi bữa nay trồng keo đấy, trồng mà nó nén nó chết quá, rồi nó lấy nó hồ đám đất nó ột tí đây trong vào trong đấy đó mà giờ nó sập miếng à. Cứ người ta cứ hốt đây rồi cái trong cái chải ra nó lắp này lại. Không chỉ khai thác vượt ngoài ranh giới được cấp phép mà chủ doanh nghiệp Tân Tín còn ngang ngược thách thức khi người dân phản đối. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh bích Live Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Nó móc trộm vô trong đất biệt riêng, thành cho nên xuống nói nó nói là nó thách nó nói là cứ giật điện công an ấy, điện công an huyện hay công an thị trấn cũng được. Đó nói vậy đó. Thành chỉ biết công an ở thị trấn thôi điện. Mà điện xuống đây không? Mấy ông em biểu là tắt máy, ngưng, nó cũng không tắt máy. Đấy, ông có em có chụp hình đó. Nó sẽ sập lỡ, nó sập ngay luôn ấy. Đến khi mà nước giật vô đây hơn là sập thôi chứ. Đã sập hết cho tới đây rồi mà. Đấy thôi, tí bị kia mà nó sập cho tới đây rồi. Chuối này tre rồi đây trăm theo bực tiền này nè. Bây giờ nó sập lỡ hết rồi thì vô đất vô hầm hố không làm đâu có được. Chưa dừng lại khi gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, doanh nghiệp Tân Tín còn tiếp tục vươn tới khu vực dưới chân đường điện cao thế để khai thác, khiến đường điện cao thế đi qua đây đang bị đe dọa. Liên quan đến sự việc này, truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã có thông báo nhanh tới lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, phòng tài nguyên và môi trường huyện Sơn Hòa. Thế nhưng thay vì việc xuống địa bàn kiểm tra xử lý, thì một nhóm người tự xưng là cán bộ thị trấn Củng Sơn lại xuất hiện và có những hành động cản trở phóng viên tác nghiệp. Qua đây, dư luận không thể không đặt ra nghi vấn có hay không sự bao che, chống lưng cho hoạt động khai thác cát có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp Tân Tín. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.